Nhiều năm qua, hơn 40 hộ dân ở thôn 15, xã Ea Da, huyện Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk phải sống chung với ô nhiễm môi trường phát tán từ một cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn của hộ ông Chu Hồng Sơn. Nước thải sau khi xử lý biogas ở cơ sở chăn nuôi của ông Sơn được thải ra hồ chứa không có tường bao, không được che chắn, gây mùi hôi thối nồng nặc ngay trong khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, người dân nhiều lần gửi đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chính quyền các cấp vẫn chưa có giải pháp để giải quyết triệt để nguồn ô nhiễm, khiến người dân vô cùng bức xúc. Mà mỗi lần mà đồng trời, đồng mưa, đồng gió là nó thổi không thể chịu được. Đóng cửa vẫn thổi. Nhiều lúc chị đang nói với trong nhà đấy, lẽ như ta ngồi ăn bằng đeo khẩu trang nữa thì không biết ăn kiểu chi. Tối đến ngủ cùng cứ thôi. Từ năm 2016 đến nay, xã Ea Da và huyện Ea Ca đã nhiều lần kiểm tra và kết luận cơ sở chăn nuôi của ông Sơn xả nước thải ra môi trường, gây mùi hôi thối nồng nặc. Đoàn công tác yêu cầu cơ sở chăn nuôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Ea Da tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra và kết luận hồ chứa nước thải sau xử lý biogas vẫn chưa có nắp đậy, chưa xây bờ bao quanh. Người dân cho rằng đây là nguyên nhân chính gây mùi hôi thối nồng nặc. Trước mắt là Ủy ban Nhân dân xã sẽ kiểm tra để xử lý vi phạm hành chính. Và sau khi có quyết định xử lý vi phạm hành chính thì các cái biện pháp khắc phục, yêu cầu khắc phục thì Ủy ban Nhân dân xã vẫn phải tiếp tục đôn kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở. Và nếu như mà trường hợp ông Thổng Chu Hồng Sơn cố tình không thực hiện thì buộc Ủy ban Nhân dân xã phải có những cái phương án cưỡng chế. Nhiều năm qua người dân bức xúc vì phải sống chung với ô nhiễm thì chính quyền xã chỉ dừng lại mức nhắc nhở, xử phạt hành chính và chờ hỗ trợ hướng giải quyết từ cấp trên. Phòng Tài nguyên và Môi trường lại khẳng định việc xử lý thuộc về thẩm quyền cấp xã, kể cả phương án cưỡng chế. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng người dân chịu thiệt, sống chung với ô nhiễm.